Nhưng mà ở đây là mình cố gắng là xây cái mục này, checking cho anh em thật là tốt để anh em mình có cái tỷ lệ người trên page tốt, thì về sau anh em mình thả target thì nó vẫn phân phối tương tự. Anh em phải checking. Và cái phần này là đấy là một trong những kỹ thuật quảng cáo mà gọi là kỹ thuật checking. Đúng không? Kỹ thuật. Nếu mà anh em mà không checking thì anh em không thể nào biết được cái phần loại trừ vị trí là loại trừ gì. Cho nên checking là một trong những cái kỹ thuật mà các bạn cần phải xem. Checking nó sẽ đến từ ba thứ. Checking chương trình quản lý quảng cáo. Checking trên fanpage. Và checking trên. Ông ơi, thời gian đâu mà các ông đi 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 cãi nhau như thế? Hình dung không? Rảnh quá đi cãi nhau. Ở đây anh em mình thời gian nó rất là ít, bây giờ 9 giờ rồi, tôi có sức khỏe chỉ đến 9 rưỡi thôi. Và 10 giờ là kiểu gì vợ tôi cũng gọi vào đi ngủ anh em ạ. Thật sự. Cho nên anh em tập trung vào cái phần này, anh em giao lưu trong phần này, anh em giúp đỡ nhau cuộc sống. Giúp đỡ nhau cuộc sống thôi, chứ thực sự ra mà nói anh em nhé, đi chửi nhau có cả ngày. Hình dung các bạn. Anh em checking chỉnh quảng cáo là trên fanpage này, đúng không? Thì checking như chỉnh quản lý quảng cáo thì checking cái gì? Nhớ checking theo đơn hàng nhé. Checking đơn hàng nhé. Để các bạn nhìn này. Checking đơn hàng này. Đâu rồi ta? Đây. Cứ chi phí trong giao dịch mua hàng mà tán. Anh em mình cần phải có cả lượt mua hàng trên Meta này, anh em có cả lượt mua hàng trên web nhé, nhớ chưa? Đấy, sau đó là anh em mình chi phí trong đơn hàng là bao nhiêu, anh em điền đây. Ví dụ các bạn. Đấy, điền vào. Như vậy các bạn sẽ checking chương trình quản lý quảng cáo thì mình sẽ ra xem được là gì, bài nào ra đơn, đúng không? Mình sẽ xem được là gì, nhóm nào ra đơn. Anh em mình sẽ xem được là dịch nào lời lãi, lỗ lãi, đúng không? Hình dung cho các bạn thì cái này là các bạn cần phải checking được, checking được. Và khi mà chúng ta checking được rất là kỹ như thế thì chúng ta sẽ xem được rất là nhiều thứ. Và ngoài cái phần trên chương trình quản lý quảng cáo ra thì sẽ có những thứ mà chương trình quản lý quảng cáo không xem được, thì các bạn sẽ phải xem ở trên fanpage. Các bạn xem trên fanpage là gì? Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem những cái chỉ số mà trên fanpage. Bạn Vũ Minh Châu đang kỳ vọng một chương trình xây tài nguyên không? Thì mình mời bạn ra thì thứ sáu là mình mời bạn vào là chương trình xây tài nguyên. Bên mình là chương trình xây tài nguyên thứ sáu bạn nhé. Nếu mà chương trình này chưa phù hợp với bạn thì để anh em mình gặp nhau lần sau nhé các bạn nhé. Chương trình chưa làm nhiên. Đây à. Checking anh em xem những cái này. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Có hai ông ẩn với cả bài viết không? Đấy. Anh em checking đấy. Bình tưởng không checking. Đây. Trên fanpage thì sẽ có trên bài viết. Không checking trên bài viết là sấp mặt. Đấy không? Tiêu cực. Đúng không? Mình phải xem tỷ lệ tiêu cực xử lý. Còn nếu mà không xử lý được thì biết tiếp. Còn nếu mà không được thì phải dừng. Nếu rất là nhiều anh em đến cái đoạn checking này này thì anh em không làm, từ đấy dẫn đến việc là các cái phản hồi tiêu cực rất là nhiều. Tỷ lệ phản hồi tiêu cực rất là nhiều. Cái tỷ lệ phân tiêu cực này nó nhiều thì dần dần là cái bài quảng cáo này nó sẽ càng ngày càng đắt. Hình dung không ạ? Chạy quảng cáo càng ngày càng đắt. Và đến cái ngày nhất định mà khi mà các bạn thấy cái tiêu cực như này quá nhiều, các bạn không xử lý, thì đồng nghĩa với việc là mình khẳng định với các bạn 100% là Facebook nó sẽ vội hóa fanpage. Có rất là nhiều anh em bảo anh ơi tại sao em chạy quảng cáo nó bị vội hóa fanpage. Đấy, bởi vì cái nội dung này nó đã bị dính quá nhiều tiêu cực rồi, và nền tảng nó cho cái nội dung này vào blacklist rồi, cho cái tên là vào blacklist rồi. Anh em cứ cố chạy như vậy thì đứt. Hình dung chưa các bạn? Thì đứt rất là chắc. Nãy nhờ anh em chia sẻ mà, anh em có chia sẻ hộ không? Nhờ anh em chia sẻ hộ cái bài này mà anh em khi bo thế. Hơn 400 anh em xem mà cống hiến nãy giờ xin chia sẻ cái bài viết mà không cho. Công nhận. Con người ta khó ghi nhận nhau thật đấy. Với những người vô ơn thì đúng, anh chưa xem nhầm, xin lỗi anh em, với những không ghi nhận mình thì đúng là mình nỗ lực đến mấy anh em vẫn chửi mặt. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Thì ở đây câu chuyện là gì?
mình nói với anh em rằng là trong phần thông tin chi tiết này này, các bạn sẽ cần phải xem trong phần thông tin chi tiết. Đây, checking bài viết nhé, checking phần thông tin chi tiết. Cái phần này quan trọng lắm anh em nhé. Ngày xưa thì anh em mình còn checking được ở trong phần audience setting ấy. Nhưng bây giờ không xem được. Có rất là nhiều thứ là trước đây xem được, bây giờ không xem được. Thì vào trong này các bạn xem cái gì? Vào trong này các bạn xem cái gì? Các bạn bật cho mình xem 24, 28 ngày nhá. Cho anh em phải xem là cái số người tiếp cận thực sự của anh em mình là đâu. Đấy, xem số người tiếp cận thực sự của mình. Khi mà các bạn xem được số người tiếp cận thực sự này thì các bạn mới biết rằng là cái tỷ lệ lặp của mình đang bao nhiêu phần trăm. Có rất là nhiều anh em đang không hình dung ra được cái tỷ lệ lặp thực sự của mình trong vòng một tháng. Tỷ lệ lặp thực sự mình trong vòng một tháng. Bây giờ các bạn thử xem các bạn đang chạy quảng cáo bao nhiêu tiền để tiếp cận được 192 người. Thử xem lại. Anh em đã bật mic đấy, Hàn Minh Duy bỏ đi. 20 phụ huynh học sinh Hàn Minh Duy. Rồi ôi, vẫn đặt tên hôm trước chắc vừa học phụ huynh cho con hả? Bấm lên này. Thì anh em mình xem được thực sự là mình tiếp cận được bao nhiêu người. Tiếp cận bao nhiêu người các bạn này. Để xem trên fanpage. Thì khi mà xem, anh em mình sẽ xem phần thông tin chi tiết để anh em mình xem là thực sự số người tiếp cận so với hiển thị các bạn nhé, số người tiếp cận so với hiển thị để chúng ta thực sự chúng ta biết tỷ lệ lặp. Thì anh em mình mới tính được. Chứ nếu mà anh em mình không tính được cái tỷ lệ lặp của page thì làm sao mà anh em mình chiến được, hiểu không? Cái phần này phần rất là ít anh em, chủ yếu anh em mà xem, để ý anh em mà xem. Chúng ta sẽ bấm phần người, bấm vào phần người. Khi các bạn bấm phần người nhé, các bạn sẽ nhìn ra được ngay là có một số chỉ số rất quan trọng trong tài khoản cáo nó không hiển thị cho các bạn, đó là đây là lượng fan các bạn, độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Đây là lượng người theo dõi các bạn, độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Bao nhiêu phần trăm là nam, bao nhiêu phần trăm là nữ. Đây là số người đã tiếp cận của các bạn nhìn không? Nó tương đồng với cả những người theo dõi chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc đó là tỷ lệ người trên page nó có ảnh hưởng đến tỷ lệ phân phối không? Các bạn có ảnh hưởng tỷ lệ phân phối không? Thì chúng ta lại xem tiếp. Đây là 62, đây là 37 và 15, 17 đúng không? Số người tương tác này tương tự 71, 29. Như vậy nó có tỷ lệ tương đồng không? Và nó có ảnh hưởng đến tỷ lệ phân phối không? Cá nhân mình thì mình cho rằng có. Cá nhân mình cho rằng có. Nó có ảnh hưởng. Ví dụ các bạn. Và mình đã làm rất là nhiều các cái fanpage. Thì mình rút ra một cái kinh nghiệm đó là mình thường nếu như mà sản phẩm chỉ bán cho nam thì hãy tập trung build cái page nó nam, xong rồi sau đó chạy thả target ra. Thì bạn sẽ phát hiện ra là nếu mà bạn chạy thả target ra, có nghĩa là để cả nam cả nữ, nó sẽ rẻ hơn so với chỉ chạy nam. Hình dung chưa nhỉ? Mình sợ vợ anh em ạ, cho nên nhìn thấy phụ nữ là mình đã sợ khiếp vía rồi. Cứ nữ mà comment là mình đã sợ khiếp vía rồi anh em ạ. Cho nên là anh em thông cảm, mình chỉ chào đón nam giới thôi. Mình nhắc lại nhé. Anh em phải test mình đi. Cái phần người trên fanpage các bạn này. Nếu mà các bạn xây dựng fanpage tốt này. Thì cái phần người trên fanpage này. Nó sẽ ảnh hưởng luôn phân phối. Và có bạn nào để ý rằng nếu các bạn thả cả nam và nữ ra thì chạy rẻ hơn so với để chỉ nam và để chỉ nữ không? Anh em nào đã thử phần đấy chưa? Anh em nào thử rồi comment cho mình, tôi đã thử rồi mà. Đấy. Để những anh em khác là thấy. Hình dung không? Cái phần này là giả sử trong trường hợp mà bạn muốn là cái page của bạn tập trung nam giới thì trong cái thời gian đầu khi mà anh em xây page ấy, anh em chạy live page để cho toàn nam giới, viết cái content tròn cho nam giới. Nhưng mà sau này khi anh em viết ad, anh em thả nam và nữ ra thì cái phần fan của bạn này đấy, các bạn để ý nhé,
cái phần fan của bạn là 69% nam, 30% nữ này, người theo dõi của bạn là 68% nam, 30% nữ, nó sẽ ảnh hưởng đến số người tiếp cận, nó có ảnh hưởng đến số người tiếp cận. Hình dung các bạn nhé. Hình dung không? Đấy. Thì lúc đấy nó có ảnh hưởng tỷ lệ phân phối không? Có. Nó sẽ ảnh hưởng tỷ lệ phân phối. Thế lúc này chúng ta sẽ có lựa chọn là thả. Thì khi nó thả target thì nó vẫn phân phối ở trên, vẫn phân phối tương tự. Đấy. Thì anh em sẽ phát hiện ra là đến phần này anh em mình thả target. Đấy. Tôi thả target ra thì nó sẽ phân phối tương tự dựa trên fanpage của tôi. Đấy, nếu khi anh em có fanpage chất, nếu mà anh em có fanpage chất lượng thì đồng nghĩa việc anh em sẽ phát hiện ra là anh em thả target ra nó vẫn ngon. Chứ còn bây giờ mà làm cái fanpage mới ông thả target đi, ông nào làm fanpage mới thả target hộ tôi cái, tôi đắt như con quỷ luôn. Hiểu không các bạn? Cho nên là page mới thì phải target sâu, mà còn page cũ rồi thì đôi khi thả target là chẳng vấn đề gì cả. Cho nên mình thường nói với anh em là mình là người không biết target, không phải là mình không hiểu về kỹ thuật target. Bạn nhìn đây, không phải là mình không biết về kỹ thuật target, thậm chí anh em nhìn mình còn đào sâu cho anh em rất là nhiều, đúng không? Anh em nhìn này, mình kiến thức đủ rộng, kiến thức mình đủ sâu, nhưng mà ở đây là mình cố gắng là xây cái mục này checking cho anh em thật là tốt, để anh em mình có cái tỷ lệ người trên page tốt, thì về sau anh em mình thả target thì nó vẫn phân phối tương tự, đúng chưa các bạn? Kể cả là về vị trí, đây các bạn nhìn nhé, đây là vị trí này, đây là fan của tôi nhá, Hà Nội 9.000, Thành phố Hồ Chí Minh 4.000. Bình thường nhá, các bạn để ý này, bình thường là bao giờ Hồ Chí Minh cũng nhiều hơn đúng không? Đúng chưa? Bình thường là Hồ Chí Minh nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ là phần Hà Nội là 9.000, Thành phố Hồ Chí Minh 4.000, ok, bây giờ nhìn xuống người tiếp cận này. Đấy, Hà Nội cũng nhiều hơn, Thành phố Hồ Chí Minh ít hơn. Nó có ảnh hưởng không các bạn? Nó có ảnh hưởng phân phối của Facebook không? Quá trình phân phối Facebook là có quá trình mà nạp data và rồi phân phối, đúng chưa? Như vậy, cái page của tôi Hà Nội nhiều hơn, Thành phố Hồ Chí Minh ít hơn. Cái gì phạm gì đây, ông nào còn bôi màn hình rảnh quá thật, đang làm việc cứ phải đi này. Cho nên thật sự với các bạn là tôi không thích các lớp, không thích các buổi chia sẻ miễn phí đâu, bởi vì thật sự những người tham gia các chương trình miễn phí người ta không trân trọng nào. Người ta cứ buồn cười lắm, vào toàn phá, ông nào lại bôi cái màu đỏ này. Rất là muốn cống hiến cho cộng đồng, rất là muốn hỗ trợ cho anh em, nhưng mà không phải gì đâu, nhưng mà nó cứ lạ lắm. Đấy, lại ông nữa ngồi bôi này, thi đua nhau bôi. Mỗi lần một chương trình nào mà tôi cho anh em miễn phí vào để tham gia thì anh em có hành vi lạ lắm thật. Đấy, lại ông nữa bôi này, rảnh quá. Tắt trang xua zoom setting ở phần nào nhỉ? Zoom setting phần nào nhỉ? Không có đâu. Ok các bạn. Kỹ thuật checking đúng không? Chương trình quảng cáo trên fanpage. Cái này có một cái nữa, đó là trên Excel. Excel CRM. Tại sao Excel trên CRM? Các bạn cần phải xem được tỷ lệ hàng hóa. Xem tỷ lệ hàng hóa. Và xem được là nơi nào nhiều đơn. Đấy. Tỷ lệ hàng hoàn này. Nhiều đơn. Vị trí. Cái này là với mật độ dân cư. Anh em nhé, rất là quan trọng nó so với mật độ dân cư. Cái điều này nó sẽ dẫn đến cái việc là nó quyết định là ngành hàng của bạn
Ví dụ nhỉ, có rất là nhiều anh em bán máy kích cá, nhưng mà bán ở Hà Nội chẳng hạn, thế Hà Nội làm gì có sông, làm gì có suối, làm gì có cá, chuyện bán máy kích cá ở Hà Nội thì thường chả ai mua. Nhưng mà ví dụ như là target những cái vùng có sông có suối, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, những cái vùng mà nói thật với anh em là dân trí người ta thấp, thì người ta nghe có máy kích cá xuống dí những sông, cái ăn đống cá chẳng hạn, ví dụ thế, người ta mua về người ta dí, còn ai nói gì người ta kệ, người ta phải no bụng người đã, người ta no bụng người đã đấy. Thì anh em sẽ nhìn, anh em sẽ so sánh, anh em có cái góc nhìn vô cùng của các bạn. Hình dung như này, não bộ con người ấy, nó sẽ bao gồm hai phần. Chém tí về não bộ anh em nhé, não bộ con người, nhận thức não bộ. Não bộ con người bao gồm hai phần là lưu trữ thông tin. Đây là góc nhìn cá nhân của mình nhé, kiến thức hạn hẹp của mình nhé. Mình đang nói những điều vô cùng ngu dại, cho nên anh em nghe tham khảo thôi chứ đừng tin mình. Lưu trữ thông tin và xử lý thông tin. Thì các bạn có tin không? Càng những người mà không chịu lưu trữ thông tin vào máy tính, vào sổ, vào sách, nói chung là bạn phải có cái công cụ nào đấy để lưu trữ thông tin, thì cái đầu của người ta càng dùng để nhớ. Và cái đầu dùng để nhớ là một cái đầu rất ngu, bởi vì cái đầu đấy nó mất đi khả năng xử lý thông tin. Có nghĩa là não bộ của bạn không có khả năng xử lý thông tin, bởi vì não bộ của bạn toàn dùng để nhớ. Mà những cái thứ bạn nhớ vào đầu, nếu bạn không mind map được, bạn không cho nó thành hệ sinh thái được, bạn không cho nó thành một cái biểu đồ, một cái tư duy rõ ràng, một cái hệ tư duy rõ ràng, thì thực chất bạn chứa trong đầu toàn rác. Và mình gặp rất nhiều anh em chứa trong đầu toàn những cái rác rưởi. Bởi vì sao? Cái gì cũng hay học, cái gì cũng ngồi nghe, nhưng mà mày có hệ thành cái hệ tư duy được không? Bảo em không. Thế thì không thành hệ tư duy được thì mày nghe nhiều làm gì, mày xem làm gì? Sách nào cũng đọc như kiểu ngộ chữ. Bảo anh đọc sách này chưa hay lắm, anh đọc sách kia chưa hay lắm. Bảo tao không đọc. Bảo sao không đọc? Cái sách này có liên quan công việc tao đâu mà tao đọc. Tự nhiên đang làm ẹt thủ đi đọc chuyện ngôn tình để đi tán gái à? Hay điểm gì? Hay là đang làm ẹt thủ tự nhiên đi đọc chuyện đi đọc sách tài chính. Bảo ừ mày có làm tài chính không? Bảo em học trước để nhỡ sau này dùng. Thắng đại đế, có cách nào lấy được file recording của anh không? Anh không bạn ơi, mình recording cho mình thôi chứ mình không cho anh em đâu. Đây là chương trình mình đang cống hiến anh em ạ. Nhìn chung các bạn, chứ tóm lại là các bạn cần phải mind map được. Lưu trữ thông tin là một phần, xử lý thông tin là vật rất là quan trọng. Thế thì lưu trữ thông tin này tốt nhất chúng ta nên dùng phần mềm, chúng ta nên dùng công cụ để lưu trữ. Nhìn chung các bạn, thì đồng nghĩa lúc đấy các bạn mới có thể là biết được thế nào gọi là đào rộng, thế nào gọi là đào sâu. Anh em nhìn này, đó, nãy giờ tôi toàn đào sâu cho anh em chứ tôi đào rộng đâu. Các bạn nhìn không?